Tối ngày 15 tháng 3, sau một buổi làm việc với cơ quan chức năng về việc đăng tải video xin phí học giỏi từ búp bê giống cô Mạch Hồng, mới đây trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn đã đăng tải một đoạn clip dài hơn 7 phút để nói về vấn đề xoay quanh trong sự việc những ngày qua. Ngay mở đầu đoạn clip, nam quản lý của YouTuber Thơ Nguyễn cũng đã lên tiếng cho rằng mọi người cũng cần biết tất cả sự việc chính thức từ phía nhóm của mình. Hôm nay ngày 15 tháng 3, bọn mình đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cùng công an tỉnh để cung cấp thông tin về sự việc vừa qua.